Đầu tiên thì cô sẽ viết chung chung cho các bạn một cái sơ đồ như này. Bây giờ làm nào để share được một cái màn hình to nha. Các bạn tưởng tượng như này này. Mạch tỷ lệ. Cô viết tắt nha. Đó, miễn là các bạn hiểu cô là được. Mạch tỷ lệ chúng ta sẽ phân ra. Mạch tỷ lệ có nghĩa là hệ số K của nó nhỏ hơn 1. K nhỏ hơn 1 tức là sao? Khi mà tín hiệu điện áp vào là 200. Nhưng mà khi đi qua mạch tỷ lệ này có thể nó chỉ giảm xuống còn là 20 hoặc là 10 hoặc thậm chí là 2V. Tùy theo ý, tùy theo cái hệ số K đấy nó là bao nhiêu và cái mạch tỷ lệ này K luôn nhỏ hơn 1. Thì mạch tỷ lệ này chúng ta sẽ tách ra vì là các bạn tưởng tượng nhé. Với một con người cũng thế thôi. Khuếch đại có nghĩa là tăng, tỷ lệ có nghĩa là giảm. Với một người, cơ thể người bình thường, nếu các bạn muốn tăng cân, việc đơn giản nhất là các bạn sẽ ăn uống thật nhiều, đúng không? Đấy, khi các bạn ăn uống thật nhiều, các bạn có thể tăng từ 40 lên 70. Đó, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Đó, ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý. Nhưng với mạch tỷ lệ là mạch giảm đi, thì giống như con người là gì? Chúng ta đang ở 70 cân, chúng ta đang phải muốn ép xuống, giảm đi, xuống còn 40 cân. Thì các bạn sẽ làm thế nào? Các bạn phải có một chế độ ăn uống cực kỳ khắt khe, đúng không? Đó, phải giảm lượng tinh bột, rồi là phải ăn cách bữa bao nhiêu, không được ăn quá 8 giờ tối, vân vân. Và cái thứ hai là các bạn phải tập luyện, tập thể dục thường xuyên. Đó, thì cái việc tăng với cái việc giảm nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Tăng thì dễ, giảm thì cực khó. Đó, ngay cả bản thân là khi mà giảm thì các bạn thấy là cái thói quen ăn uống của mình ban đầu đã nó đã thành thói quen rồi, và khi không ăn ấy, bó mồm bó miệng thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là nó khó hơn rất nhiều, đúng không? Tương tự như vậy thì mạch điện nó cũng như vậy thôi. Đó là gì? Khi khuếch đại thì rất dễ, đó là gì? Đưa tín hiệu vào, thêm điện trở vào là hệ số của chúng ta nó có thể tăng, miễn là trong đấy có con IC. Đấy cũng nhỉ? Đó. Còn với mạch tỷ lệ thì chúng ta tín hiệu của chúng ta nó phải phải dạng như là bị nén, bị ép xuống thì nó sẽ tách ra làm hai loại. Loại dòng riêng. Và loại áp riêng. Đúng không nhỉ? Tức là sao? Không thể là chung chung như là tín hiệu dòng điện được, như là mạch khuếch đại được, đó là mình khuếch đại tín hiệu như thế nào cũng được. Đúng không? Miễn nó là tín hiệu điện, nhưng về mạch tỷ lệ giảm xuống thì việc giảm dòng nó phải khác. Nó phải có mạch riêng. Mạch giảm áp nó phải có mạch riêng. Đúng không nhỉ? Đó. Và nó còn chia chi tiết ra hơn, đó là gì? Mạch tỷ lệ, mạch giảm giảm dòng một chiều nó phải khác. Và dòng xoay chiều nó phải khác. Đó. Rất là phức tạp. Với mạch này rất là phức tạp. Vì vậy cô bảo các bạn là phải ghi kỹ phần này. Và khi mà hết cái đợt online, hy vọng là chỉ trong một tuần này thôi, thì xong cái đợt online này cô sẽ ôn lại thêm các bài tập kỹ hơn cho các bạn phần này. Đó. Về áp thì có gì? Áp một chiều riêng. Áp xoay chiều riêng. Và trong mạch này còn kỹ hơn ở chỗ gì? Dòng một chiều chúng ta sẽ có những mạch cơ bản của nó và mạch mở rộng của nó xen kẽ các khóa vào. Mạch xoay chiều thì có thêm sử dụng là máy biến dòng. Máy biến dòng. Máy biến dòng có viết tắt. Mạch tỷ lệ về áp thì việc giảm áp với xoay chiều nó còn có 3 trường hợp. Đó là sử dụng thêm cuộn cảm, sử dụng thêm tụ điện và sử dụng máy biến áp. Ngoài ra ở đây trong phần một chiều của áp và một chiều của dòng thì có mạch cơ bản. Cơ bản có viết tắt cơ bản. Và cái mạch thứ hai đó là mạch mở rộng MR.
Đó, có viết tắt. Đúng nhỉ? Thì mạch về dòng cũng có mạch cơ bản. Viết trên này khó thật đấy. Và mạch mở rộng. Đó. Vậy khi mà nhìn vào cái sơ đồ cây mà cô viết nó hơi xấu xấu ở trên cái màn hình chia sẻ này thì các bạn thấy là chúng ta sẽ trong một mạch tỷ lệ thôi. Trong một mạch tỷ lệ thôi thì chúng ta có bao nhiêu mạch tất cả? Các bạn đếm xem. Một. Bạn mưu cho bé đi nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tất cả chúng ta có 8 mạch. Đó. Trong này chúng ta sẽ có 8 mạch tất cả. Và chúng ta sẽ học kỹ 8 mạch này. Đúng không nhỉ? Mỗi mạch đều có bài tập, đều có ví dụ áp dụng về nó. Và nó trong phần này các bạn thấy là cái phần xoay chiều này nó về phía sau nó còn mở rộng ra một môn khác ở phía sau nữa. Đó là môn đo lường điện hoặc là đo lường truyền thông. Đó. Mọi người có nghe nhạc không đấy? Không Có ạ. cô Không. em Yêu chưa nghe nhạc ơi, không mẹ đuổi ra khỏi nhà nhá. nghe đi bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái mạch đầu tiên trong cái chuỗi mạch mà cô vừa nói. Đó là gì? Chúng ta vào mạch tỷ lệ dòng. Mạch tỷ lệ về dòng điện. Các bạn sẽ vào cái mạch đầu tiên là mạch tỷ lệ về dòng điện. Hình như là chưa chia sẻ. Đây đầu tiên là mạch tỷ lệ về dòng điện. Thì các bạn thấy là gì? Mạch tỷ lệ như cô vừa nói, mạch tỷ lệ về dòng chúng ta sẽ tách làm thành dòng một chiều riêng và dòng xoay chiều riêng, đúng không nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái mạch tỷ lệ về dòng một chiều. Nói chung ấy thì dòng hay áp một chiều hay xoay chiều ấy, thì cái đại lượng một chiều ấy là cái đại lượng nó khá là ổn định, khá ổn định đó, nó ổn định. Vì vậy mà cái việc giảm dòng một chiều nó khó hơn đối với xoay chiều. Về dòng về mạch để giảm được dòng xoay chiều hay là áp xoay chiều, người ta chỉ cần dễ nhất là người ta sẽ sử dụng một cái máy nó gọi là máy biến dòng hay máy biến áp. Cái máy đấy thực tế bây giờ người ta đã đang bán rất là nhiều, nó chính là cái ly oa ổn áp, đúng không nhỉ? Đó, nó có thể tăng giảm dòng điện hoặc là tăng giảm điện áp. Và bây giờ người ta bán các cái ly oa hay các cái ổn áp là nó còn có tác dụng là gì? Ổn định cái dòng điện. Tại vì sao? Cái dòng điện mà ở trên lưới điện cao thế mà người ta đưa xuống cho chúng ta ấy, có nhiều lúc các bạn cứ bảo là ôi giờ cao điểm sao điện yếu thế, đúng không? Lúc thì điện mạnh, lúc thì điện yếu, đấy là do cái dòng chảy điện của chúng ta nó không ổn định. Nhiều người sử dụng nó sẽ bị mất ổn, hoặc là từ trên cao xuống thì nó có thể có ảnh hưởng nhiều của từ trường, của tổn hao, vân vân. Đó có thể là có cả nhiễu ở các cái đại lượng, ví dụ như là qua các nhà máy xí nghiệp nó có ảnh hưởng với nhiễu. Thì lúc đấy thì cái đại lượng xoay chiều này, cái đại lượng xoay chiều này nó sẽ bị thay đổi, bị bất ổn, nhưng cái dòng một chiều thì gần như là rất là ổn định. Đó. Việc giảm dòng một chiều của chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Thì ở trên slide các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái ở trên slide này. Ở trên slide này các bạn sẽ nhìn thấy ba cái con điện trở. Đúng không nhỉ? Thì sử dụng người ta sẽ sử dụng con điện trở này để là giảm dòng
điện một chiều, một cái dòng điện khá là khó giảm. Với cái dòng một chiều này thì chúng ta sẽ sử dụng con điện trở xăng, người ta gọi là điện trở xăng. Các bạn nhớ nha, điện trở xăng. Con điện trở này khác với con điện trở thường như thế nào? Các bạn đã nhìn ngoài thực tế con điện trở bình thường chưa? À, mọi người? Mọi người đã nhìn thấy con điện trở bình thường chưa? Rồi ạ. Điện trở đây nó có mấy vạch màu? Hai. Em nhớ không nhầm có 4 vạch màu hay sao đấy ạ? Hay là 3 hay 4 gì đấy ạ? À 3 hay 4, người thì bảo 2, người 3, người 4. Thì chính xác của nó là có 4 đến 5 vạch màu, không có con nào có 2 đến 3 vạch màu. Nếu mà con nào có 2 và 3 vạch màu thì chứng tỏ con đấy nó đã bị mờ vạch màu đi thôi. Còn đúng của nó sẽ có 4 vạch màu. Cô sẽ vẽ tưởng tượng ra cho các bạn như này. Đó, đây là hai cái dây để mình cắm vào mạch đúng không? Một vạch, hai vạch, ba vạch, bốn vạch, thậm chí là có năm vạch. Đúng không nhỉ? Phổ biến của chúng ta là sẽ là bốn vạch màu như thế này. Bốn vạch màu này có ý nghĩa gì? Đầu tiên là chỉ số của nó. Ví dụ như vạch này là vạch đỏ chẳng hạn, thì nó là số mấy? Đó. Vạch thứ hai này là nó có hệ số, tức là hệ số nhân. Ví dụ vạch này là vạch chỉ số là 2. Đúng không nhỉ? Vạch này sẽ là hệ số nhân, là các bạn nhân với 10 mũ bao nhiêu đó. Ví dụ vẫn là đỏ chẳng hạn, cô ví dụ thôi, đó là 10 mũ 2. Cô cũng quên mất bảng màu số bao nhiêu, phải chiếu ra cái bảng đấy viết số. Vạch thứ ba này, à đâu xin lỗi, hai vạch đầu này là chỉ số này. Đó, được chưa? Vạch này ví dụ như là 0 thì đây là 20. Vạch thứ ba này là hệ số nhân, là 10 mũ bao nhiêu đó nhân với 10 mũ bao nhiêu, và vạch cuối cùng này là sai số, là người ta cộng trừ với sai số đó. Sai số. Đó, thì đây là một con điện trở bình thường sử dụng rất nhiều trong thực tế. Được chưa? Trong tất cả các mạch, mạch nào cũng phải có điện trở. Đó. Thì ngay cả các bạn mở cái con đồng hồ đo bình thường ra thôi, các bạn cũng thấy ở trong đấy có gắn 3-4 con điện trở ở trong đấy rồi, đúng không nhỉ? Đó. Nhưng con điện trở xăng này nó sẽ khác điện trở thường ở chỗ nào? Đó. Thì các bạn nhìn thấy cấu tạo con điện trở xăng, chúng ta sẽ có 3 dạng cấu tạo cơ bản ở đây. Đó. Rất còn rất nhiều dạng cấu tạo khác, nhưng mà nó cơ bản thì nó có 3 dạng này. Dạng này là có một dạng là có con điện trở và có hai cái lỗ đục để làm gì? Chúng ta sẽ đấu dây trực tiếp vào hai cái lỗ này. Đó. Và con điện trở này nó sẽ lắp vào mạch. Đấy, như này. Đó, được chưa? Lắp vào mạch bình thường. Đó, nó như một con điện trở bình thường như này thôi. Đó. Cấp áp vào, đúng không? Đó. Đó là con điện trở bình thường. Mạch thứ hai cũng vậy. Con điện trở xăng này nó sẽ có dạng là nó có một cái ốc vít thẳng lên, và chúng ta sẽ tháo cái ốc vít này ra. Chúng ta luồn dây vặn vào đây và chúng ta chèn ốc vít lại cho nó chặt. Đó. Và cái dạng thứ ba của chúng ta là gì? Nó có lỗ ở đây, vừa có lỗ nhá. Các bạn nhìn thấy một cái lỗ nhỏ ở đây. Và ở đây nó có hai ốc vít để chúng ta có thể lắp nhiều điện trở xăng với nhau. Lắp nhiều điện trở xăng với nhau, có thể là dạng nối tiếp hoặc dạng song song vân vân. Đó. Vậy tại sao các bạn có thể theo các bạn thì tại sao người ta lại có thể sao không dùng cái điện trở này mà lại phải dùng một dạng điện trở mà không có thêm một cái dây đầu này, dây này để cắm đúng không? Dây này cắm vào bo mạch. Đó, cắm vào bo mạch hoặc là các bạn hàn vào cái mạch của các bạn, cái mạch in của các bạn. Đó. Thì tại sao cái trong cái con điện trở này nó không dùng thêm điện trở, thêm cái dây ngoài để cắm vào cho nhanh, mà lại phải đục lỗ? Tại vì cái quy trình đục lỗ này cũng rất mất thời gian. Đó. Thì theo các bạn thì tại sao? Theo các bạn tại sao nó không có dây sẵn cho nó mà phải có một cái lỗ chờ như này, hoặc là có một cái ốc vít để chờ? Em nghĩ là để nó chờ theo tiết diện dây của nó làm sao? Để phù hợp với nhiều loại tiết diện dây khác nhau. À, chính xác. Rất chính xác. Nó phù hợp với tiết diện dây khác nhau, chính xác. Đó là sao? Cái con điện trở các bạn biết này này. Cái dây của nó bé tí, đúng không? Bé lắm,
nó to hơn sợi tóc của các bạn nam một chút thôi. Đó, sợi tóc bạn nữ thì mỏng nhưng sợi tóc bạn nam thì dày hơn, nó to hơn, nó khoảng hai sợi tóc chập lại hơn. Khi mà các bạn sử dụng thí nghiệm trên một cái mạch mà có con điện trở thường ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái dây này nó nóng lên, con điện trở này cũng nóng lên. Tại sao? Dòng điện càng lớn thì sinh ra nhiệt càng nhiều. Và khi sinh ra nhiệt thì con điện trở này nó sẽ chịu, tại vì nó đang ở trong cái mạch đấy. Đó, điện trở nó cản trở dòng điện, nhưng khi trong quá trình cản trở dòng điện đấy nó sẽ sinh nhiệt. Nó nóng cái dây này, nếu nóng đến một cái mức mà nó không chịu đựng được thì con điện trở này nó sẽ hỏng. Hoặc là các bạn sẽ thấy là cái dây này nó sẽ nóng và nó bốc khói lên, đúng không nhỉ? Đó, và nặng hơn nữa là nó sẽ chảy ra và chập mạch. Đó, trong cái mạch tỷ lệ mà người ta dùng điện trở săn ấy, thì người ta không dùng cái dây có sẵn, nó đục lỗ để phù hợp với các tiết diện dây khác nhau. Và nói cách khác là nó sẽ cụ thể là nó sẽ phù hợp lắp vào các mạch, lắp vào các mạch. Mạch trong này thì cái ý nghĩa của chúng ta là gì? Mạch tỷ lệ dòng điện là chúng ta đang giảm dòng, đúng không? Vậy cái mạch này đang có tỷ lệ, đang có giá trị dòng khá lớn thì người ta mới muốn giảm nó đi chứ, đúng không? Đó, giảm đi sau đó người ta mới lắp đồng hồ vào. Vì vậy khi sử dụng điện trở săn này nó hơi đặc biệt một tí, đó là các bạn nhìn thấy cái điện trở săn này thì cái vạch màu của nó được đúc ở trên một cái kim loại rất là bình thường thôi. Nhưng con điện trở săn thì nó sử dụng bằng hợp kim mangan. Các cái khối đặc này nó là hợp kim mangan. Đó, là hợp kim mangan. Hợp kim này có tác dụng làm gì? Hợp kim này sẽ giúp cho con điện trở săn của chúng ta ổn định ở nhiệt độ cao. Ổn định, nó là ổn định cả về giá trị và ổn định cả về cái cấp chính xác của nó, đúng không nhỉ? Đó, ở đây con điện trở săn này còn có cấp chính xác thôi. Nó sẽ được gắn, nó có thông số ở trên cái con điện trở săn này luôn. Nhưng ba con này thì là các bạn không nhìn thấy, nó ở phía dưới. Đó, nó có cấp chính xác luôn ấy, rất là đặc biệt. Điện trở thôi nhưng mà đặc biệt lắm. Đó, thì khi các bạn sử dụng trong cái mạch này, cái mạch này là mạch đo dòng cỡ lớn, thì chắc chắn là sẽ sinh ra nhiệt độ cao. Mà khi sử dụng nhiệt độ cao thì chúng ta không thể sử dụng điện trở thường được. Tại vì là điện trở thường này khi đưa vào đây nó sẽ hỏng. Vì vậy người ta sẽ sử dụng đến điện trở săn để làm cho giá trị vừa là có tác dụng là giảm dòng, vừa có tác dụng là nó không bị ảnh hưởng đến mạch và bản thân con điện trở này nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Tại vì là trong nhiệt độ cao nó vẫn dùng được, nó vẫn ổn định, đúng không nhỉ? Đó. Các bạn tắt zoom nhá, không các bạn vào lại cô một lượt nữa. Xong mình làm tiếp.